Đường vào Paris, ổn lộn, đường vào quận 13. Ô, coi coi, cái khu nào vô trung tâm mua bán đâu ta? Ở đây, đó là một trung tâm thương mại. Khu thương mại của người Việt ở Paris nằm trong khu phố Á Châu mà người ta thường gọi là phố Tàu. Tọa lạc trong quận 13 phía đông nam Paris là nơi có cộng đồng người Á Châu đông nhất ở Pháp. Khu phố Á Châu này tập trung trong khu tam giác tạo bởi các con đường Rue de Tam Giác, Avenue d'Ivry, Rue Nationale, với các siêu thị bán thực phẩm Á Châu, nhà hàng, tiệm thuốc bắc, đồ cổ, sách báo, phim ảnh, địa nhạc và các dịch vụ như du lịch, mắt kính, thuốc tây vân vân và vân vân. Khách hàng mua sắm nơi đây là người Hoa, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một số người gốc Á trước kia sinh sống ở các đảo thuộc địa Pháp trong Thái Bình Dương. Đây là mấy quán này như là của người Campuchia, mấy con cá ở trên của Thái. Rồi hết rồi. Có. Không phải là chỉ riêng cho người Việt Nam mà người Campuchia, người Lào. Đây, trung tâm ban nhạc Diễm Hương. Tiệm thời trang cổ truyền, áo ta, áo dài. Dạ chào cụ, cho cháu xin quay phim này cụ chút xíu tại vì lâu lắm rồi mới thấy còn quấn. Cảm ơn cụ nhiều. Dạ cảm ơn. Vâng, tụi cháu không phải người ở đây, tôi nhìn người già. Rồi chúc cho các cụ khỏe nha. Ok, dạ bye bye. Dạ, đúng rồi. Hồi xưa trung tâm bay này nằm ở đâu đây nè, giờ dẹp rồi. Đây là Paris Store. Mày lo đi quay phim không nó? Ý cái đường đó lo quay phim không ngó đường, lo quay phim không ngó đường. Đây. Ở đây hai anh em đang đi đến bên quán ăn Hoa Nam. Mỗi khi đến Paris, tôi thường đến tiệm Hoa Nam này. Hoa Nam, vịt quay, heo quay, bánh mì thịt đặc biệt. Trời ơi, nhìn vịt quay nè bà con, chịu nổi không? Nhìn vịt quay đây, thức ăn, còn thấy không? Bên kia thì vịt quay. Mỗi lần ghé qua Paris là phải đi thưởng thức vịt quay thấy chưa? Chào anh chủ. Hai anh em mong muốn ăn nửa con vịt quay tại đây anh chặt cho nghe. Và một ổ ba toan thôi. Dạ. Nóng vậy. Hả? À, baguette á. Đủ rồi. Được luôn. Ok. Đây là con hẻm đi vào chợ Tăng Phe. Tuy chỉ có một tầng nhưng chợ rộng lớn bán đủ loại thực phẩm Á Châu. Có các tiệm thực phẩm nho nhỏ, chúng ta có thể vào mua bánh mì thịt, vịt quay, heo quay, rau cải, trái cây. Tăng Phe có nghĩa là anh em nhà họ Trần, do hai anh em người Hoa tên là Trần Khắc Quy và Trần Khắc Quang thành lập từ thập niên 1970. Khi thăm chợ Tăng Phe xong đi ra ngoài xíu
Đây, nhìn sinh hoạt của người châu Á ở đây. Này tôm hộp nhiều quốc gia khác nhau, Lào, Campuchia, Việt Nam. Nhìn có này rau cải, người ta bán. Này bán gì đây? Wow, đậu phộng luộc luôn. Đi đâu? Đây hàng rau cỏ. Đây là khu ga xe lửa San Lazar. Nơi đây cũng là gần ở Lafayette. Nơi này là khu shopping rất là đông đúc. Mấy bà đi là quên về luôn đó. Và đây là opera tại Paris. Tiếp tục cuộc hành trình, mời quý vị hãy cùng tôi đi đến Khải Hoàng Môn nhé. Khải Hoàng Môn, hay đúng hơn có tên là Bắt Đầu Khải Hoàng Môn, là một công trình ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp, được khởi công xây dựng vào năm 1806 và hoàn thành vào năm 1836, nằm giữa quảng trường. Ê Toàn, vị trí của Khải Hoàng Môn là điểm cuối của đại lộ Les Champs-Élysées, khu vực tập trung đông đúc khách du lịch của thành phố, nơi tỏa đi 12 đại lộ rộng lớn thênh thang, được bọc viền bởi những hàng cây xanh mướt. Năm 1923, vào lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ nhất ngày 11 tháng 1, để tôn vinh những người đã hy sinh để bảo vệ tự do cho nước Pháp, Bộ trưởng Chiến tranh của nước Pháp thời đó thắp ngọn lửa thiêng trên tượng đài chiến sĩ vô danh. Đó là lần đầu tiên ngọn lửa thiêng được thắp trên mộ chiến sĩ vô danh. Kể từ đó cho tới nay, ngọn lửa thiêng dưới Khải Hoàng Môn chưa bao giờ tắt, kể cả trong giai đoạn 1940 và 1944, khi Paris bị Đức quốc xã chiếm đóng. Rời khỏi Hoàng Môn, mời các bạn đi cùng tôi đến Tour Eiffel dọc theo con sông Seine bằng chiếc xe điện này nhé. Còn đây là Bảo tàng Hải quân Quốc gia Pháp. Phần đông khách du lịch thích đến nơi đây vì từ ngôi bảo tàng này chúng ta có thể chiêm ngưỡng được toàn vẹn ngọn tháp Tour Eiffel khi đèn đêm đã lên thì còn tuyệt vời nữa đó các bạn. Đi đến Paris mà không đi du thuyền trên sông Seine là một điều thiếu sót. Con sông Seine dài hơn 770 km chảy qua nhiều thành phố của Pháp, nhưng đẹp nhất, mơ màng nhất có lẽ vẫn là đoạn chảy qua thủ đô Paris của Pháp. Dòng sông Seine này không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn đem lại thêm cho thủ đô một vẻ đẹp rất nhẹ nhàng và bình yên.
hàng cây xanh mướt, những cây cầu tình yêu dắt qua, sông sen yên bình, phẳng lặng. Chính bởi lẽ đó, khi tới đây, không một du khách nào quên trải nghiệm du thuyền trên sông Sen để cảm nhận hết vẻ đẹp của con sông này trong hành trình ghé thăm nước Pháp hoa lệ. Cảnh giặc hai bên bờ sông Sen hiện ra như một bức tranh sống động và lung linh hiếm có, về đêm thì muôn phần đẹp hơn.